Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, Fomalhaut b là một hành tinh từng khiến các nhà khoa học phải cảm thấy kinh ngạc vì khả năng thoát ẩn thoát hiện của nó. Và mới đây, các nhà khoa học đã công bố rằng có thể đây là một hành tinh ma, dường như nó đã biến mất sau 12 năm kể từ khi phát hiện. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Hành tinh Fomalhaut b là một ngoại hành tinh được kính viễn vọng không gian Hubble phát hiện ra vào ngày 13 tháng 11 năm 2008. Theo NASA, hành tinh này cách ngôi sao chủ một khoảng 177 đơn vị thiên văn AU, tức khoảng 26 tỷ 550 triệu km. Đây là một khoảng cách rất xa ngôi sao chủ, vì như chúng ta đã biết, Hải Vương Tinh là hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời, nó cách mặt trời khoảng 30 đơn vị thiên văn AU. Nhưng với hành tinh Fomalhaut b cách ngôi sao chủ 177 đơn vị thiên văn AU, gấp khoảng 6 lần khoảng cách từ Hải Vương Tinh đến mặt trời. Ở khoảng cách này, hành tinh mất 1.700 năm để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Điều này có nghĩa, một năm trên Fomalhaut b tương đương 1.700 năm trên trái đất. Và hành tinh này được phát hiện bằng phương pháp chụp ảnh. Các bạn có thể quan sát trên màn hình. Đây là bức ảnh của hành tinh được kính viễn vọng không gian Hubble của NASA chụp lại. Kể từ khi phát hiện ra ngoài hành tinh, các nhà khoa học cũng đã nhiều lần quan sát và phân tích về nó. Thế nhưng, các nhà khoa học càng tập trung quan sát thì họ lại càng cảm thấy nó thật sự khó hiểu. Theo các nhà khoa học, nếu nó là một hành tinh có khối lượng tương đối, khi sử dụng kính viễn vọng hồng ngoại siêu nhạy thì hành tinh sẽ phải xuất hiện. Thế nhưng, có một nghịch lý là khi các nhà khoa học sử dụng kính viễn vọng không gian hồng ngoại Spitzer, họ đã không quan sát thấy Fomalhaut b. Chính bởi vậy, họ không thể tính toán khối lượng của ngoại hành tinh. Đây quả thực là một điều bất thường, dường như ngoại hành tinh này đang lẩn trốn các nhà khoa học. Vậy điều gì đang xảy ra trên hành tinh Fomalhaut b? Chúng ta cùng tiếp tục đi tìm hiểu nhé! Từ những dữ liệu bất thường đối với Fomalhaut b, nhiều tổ chức và các nhà khoa học đã cùng nhau giải mã những bí ẩn của ngoại hành tinh này. Theo đó, vào ngày 24 tháng 10 năm 2012, một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Toronto đã phân tích lại dữ liệu của Hubble bằng các thuật toán mới. Họ tách ánh sáng của hành tinh ra khỏi ánh sáng của ngôi sao. Qua đó, nhóm các nhà khoa học xác nhận rằng hành tinh Fomalhaut b tồn tại. Vài ngày sau đó, một bài báo đã công bố công trình nghiên cứu được dẫn dắt bởi hai nhà khoa học thuộc Viện Vật lý Thiên văn học Herbert. Họ cũng xác nhận rằng ngoại hành tinh Fomalhaut b có tồn tại. Các phân tích dữ liệu bổ sung của kính viễn vọng không gian Hubble vào năm 2013 và 2014 cho thấy Fomalhaut b đang mờ dần và nó đang mở rộng về kích thước. Đây là một điều kỳ lạ mà họ chưa từng gặp với bất kỳ một ngoại hành tinh nào. Và nó là tiền đề cho những suy luận hành tinh Fomalhaut b là kết quả của vụ va chạm giữa hai vật thể có kích thước tiểu hành tinh. Điều này có nghĩa, có thể Fomalhaut b không phải là một hành tinh. Ngoài ra, một số các nhà khoa học cho rằng Fomalhaut b là một hành tinh zombie, tức hành tinh ma. Mặc dù đây là một thuật ngữ phản khoa học, nhưng chính vì sự thoát ẩn thoát hiện của Fomalhaut b nên các nhà khoa học đã liên tưởng đến hành tinh zombie. Và mới đây, một nhóm các nhà khoa học đến từ Đài Thiên văn Stewart thuộc Đại học Arizona đã quyết định phân tích dữ liệu lại một lần nữa. Và cuối cùng, họ kết luận rằng hành tinh Fomalhaut b mà loài người nhìn thấy suốt 12 năm qua không hề tồn tại. Cái được gọi là hành tinh Fomalhaut b chỉ là một đám mây bụi khổng lồ. Đây được cho là hệ quả từ một vụ va chạm thảm khốc của hai hành tinh lao vào nhau, chúng vỡ nát và tạo ra thứ kỳ dị mà chúng ta đã lầm tưởng nó là hành tinh trong suốt 12 năm qua. Điều này có nghĩa, ngôi sao chủ Fomalhaut có thể chỉ là một kẻ cô đơn với một vòng bụi xung quanh. Đám mây Fomalhaut b cũng đang từ từ bị phân tán vào không gian và có lẽ chúng sẽ sớm biến mất. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học đã được đăng tải trên tạp chí Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ ngày 20 tháng 4 năm 2020. Và có lẽ, ngay sau kết luận này, hành tinh Fomalhaut b chính thức bị khai tử khỏi danh sách các ngoại hành tinh ngoài hệ mặt trời.
Qua sự việc này, chúng ta thấy khoa học kỹ thuật ngày một tiến bộ, nhưng khả năng quan sát trong vũ trụ của nhân loại vẫn còn rất nhiều hạn chế. Với hành tinh Formosa-B không phải là một ngoại hành tinh quá xa, nó nằm trong ngôi sao chủ cách trái đất khoảng 25 năm ánh sáng. Vậy mà nó đã khiến cho khoa học lầm tưởng về sự tồn tại của nó trong suốt 12 năm. Thật là những điều thú vị phải không các bạn? Hãy để lại bình luận cảm nhận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Sự tồn tại của Formosa-B đã giúp các nhà khoa học lý giải cho những cấu trúc kỳ lạ của đĩa bụi xung quanh ngôi sao chủ Formosa. Nhưng khi hành tinh bị loại bỏ, các nhà khoa học sẽ lý giải những điều này như thế nào? Bây giờ xin mời các bạn cùng đi khám phá những bí ẩn của ngôi sao chủ Formosa. Nằm trong chòm sao Nam Ngư, cách trái đất khoảng 25 năm ánh sáng, chúng ta đang đi đến một ngôi sao cũng rất kỳ lạ, đó là ngôi sao Formosa. Đây là một ngôi sao nằm ở thiên cầu Nam. Quan sát trên bầu trời nó rất sáng, với cấp sao biểu kiến là 1,16. Nó là ngôi sao sáng thứ 19 trên bầu trời. Chính vì vậy, ngôi sao đóng một vai trò rất quan trọng với các nhà khoa học. Nó được coi như một nguồn sáng ổn định trong vũ trụ, giúp các nhà khoa học so sánh và phân tích được các ngôi sao lân cận khác. Formosa là một ngôi sao dãy chính, có quang phổ loại A3V. Với quang phổ loại này, nó là một ngôi sao trắng xanh có nhiệt độ bề mặt lên tới 8.590 độ K, tức 8.317 độ C. Với nhiệt độ này, nó nóng hơn khoảng gần 3.000 độ C so với mặt trời. Nhưng về kích thước, ngôi sao lại không quá lớn, nó chỉ có bán kính gấp 1,84 lần bán kính mặt trời. Chính vì vậy, cường độ sáng mà ngôi sao tỏa ra chỉ gấp 16,6 lần cường độ sáng của mặt trời. Formosa là một ngôi sao trẻ, tuổi đời của nó được ước tính vào khoảng 440 triệu năm tuổi, một tuổi đời rất trẻ nếu đem so sánh với 4,6 tỷ năm tuổi của mặt trời. Điều đặc biệt trên Formosa là bao quanh nó có 6 đĩa bụi xen kẽ nhau, tạo thành một đĩa bụi khổng lồ mở rộng từ 0,08 AU đến 209 AU. Đây là một khu vực cực kỳ rộng lớn, nó lớn đến mức ngay bản thân các nhà khoa học còn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nếu đúng kích thước là như vậy, thì đường kính của đĩa bụi sẽ lên đến hơn 400 đơn vị thiên văn AU, tức khoảng 60 tỷ km. Và nếu bạn muốn bay qua vành đai này bằng một chiếc tàu du hành vũ trụ với vận tốc nhanh nhất hiện nay, 60.000 km/h, thì bạn sẽ phải mất đến 114 năm bay không ngừng nghỉ mới bay qua được đường kính của vành đai. Còn nếu ánh sáng muốn đi qua đường kính của vành đai này, nó cũng cần tới 2,31 ngày mới chiếu qua hết được. Đây quả thực là một vành đai cực siêu khổng lồ đúng không các bạn? Và đĩa bụi khổng lồ này đôi khi còn được các nhà khoa học gọi là vành đai Kuiper của Formosa. Chính vì kích thước siêu khổng lồ của nó mà các nhà khoa học đã có những nhầm lẫn về sự xuất hiện của một hành tinh trong suốt 12 năm. Cho đến nay, vành đai bụi của Formosa vẫn là một điều bí ẩn với các nhà khoa học. Và với những lý luận mới của các nhà khoa học, họ cho rằng có lẽ nó được tạo ra từ một vụ va chạm của hai hành tinh khổng lồ. Ngoài ra, bên cạnh ngôi sao Formosa, các nhà khoa học cho rằng nó có hai ngôi sao đồng hành khác, đó là Formosa-B và Formosa-C. Trong đó, Formosa-B là một ngôi sao có quang phổ loại K4, nằm cách ngôi sao chính một khoảng cách rất xa, 0,91 năm ánh sáng, tức khoảng 8.600 tỷ km. Nhưng khi phân tích chuyển động của ngôi sao phù hợp với chuyển động của Formosa, bởi vậy nó chính thức là một người bạn đồng hành. Và đây là một ngôi sao biến thiên nhỏ, với độ sáng biểu kiến dao động từ 6,44 đến 6,49 trong 10,3 ngày. Năm 2019, một nhóm các nhà chiêm tinh khi đo vận tốc hướng tâm của Formosa-B, họ phát hiện ra một hành tinh quay quanh ngôi sao này với chu kỳ quỹ đạo khoảng 80 năm và nó có khối lượng bằng khoảng 60% khối lượng của Mộc Tinh. Còn với ngôi sao Formosa-C, đây là một ngôi sao rất xa xôi với ngôi sao chủ. Nó cách ngôi sao chính Formosa khoảng 2,5 năm ánh sáng và cách ngôi sao Formosa-B khoảng 3,2 năm ánh sáng. Với khoảng cách này, các nhà khoa học cho rằng nó mất khoảng 20 triệu năm mới hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo quanh ngôi sao chính Formosa. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện một đĩa bụi lớn trên ngôi sao đồng hành Formosa-C này với bán kính mở rộng từ 10 đến 40 đơn vị thiên văn AU và nó có thể được coi là phiên bản đĩa bụi của ngôi sao chính Formosa.
Qua đây, chúng ta có thể thấy hệ sao Formerhouse là một hệ sao cực kỳ phức tạp với hai ngôi sao đồng hành ở rất xa. Ngoài ra, trong ngôi sao chính còn chứa một vành đai bụi siêu khổng lồ. Chính bởi vậy, hệ sao Formerhouse vẫn là một hệ sao bí ẩn bậc nhất của vũ trụ mà con người biết đến. Tuy rằng nó khá gần với trái đất, chỉ cách chúng ta khoảng 25 năm ánh sáng, nhưng để phân tích và hiểu được về hệ sao này vẫn là thách thức lớn đối với các nhà khoa học. Vậy là hôm nay, Tô Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn trên hành tinh mà Formerhouse b và hệ sao chứa nó. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tô Thú Vị đi giải mã những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!